nay bận đồ gì kỳ vậy, thấy người ta bận đồ không? Ở đây quần lên tới bụng vú. Quần kéo hơi cao. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó ca bóp rồi nó u bóp rồi bê bóp rồi muốn bóp tùm lum hết trơn ấy, còn mình là cứ Việt Nam thôi đó. Ở dưới quê, ở dưới quê mặc sao thì là mặc vậy lên Sài Gòn thôi hả, vậy thôi chứ không có gì. À mà sao ở dưới quê mà sao túm dữ vậy? Sao túm mà nó nhăn dữ vậy? Cái quần thun thì nó lâu lâu nó thun lại đó, trời nóng nóng cái nó hết thun. Nói chung thì cái vấn đề không phải là bên ngoài, cái vấn đề là mà thật ra bên trong cũng không có gì. Trái tim. Tại vì cái bậc cao quá đi cô không dám mang dép. Bây giờ cô mang nha. Dạ. Dạ. Con mời cô ạ. Chà, dép màu tím ha. Cái dép này của con cô mua cho cô. Khi nào mà cô đi đám, đi tiệc, đám cưới, đám hỏi cô mới mang. Bữa nay đi thi thách thức danh hài quan trọng lắm mới mang đôi dép này đó nha. Dạ. Cô tên gì, đến từ đâu? Cô xin chào hai vị. Hai vị gì quên rồi ta? Hai vị giám khảo. Dạ. Dạ, cô chào cô ạ. Cô xin chào con. Dạ. Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Đặng Thiên Thanh. Cô 74 tuổi. Cô già quá rồi thành cô hơi run. Mà cái chân cô cũng còn run nữa, đừng nói chi tới cái giọng nói. Thành ra giám khảo cũng thông cảm giùm. Cố gắng lắng nghe giùm cô. Cô xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Cô ơi. Dạ. Ở nhà mình có làm cái gì không cô? Mình có buôn bán nhỏ gì không? Hay là cô bây giờ là cô nghỉ ngơi rồi? Ở nhà thì cô có một thằng con trai, nó đi làm mướn về, nó đem tiền về nuôi cô. Dạ. Rồi cô ở nhà cô nuôi má cô với nuôi một thằng em. À, dạ. Cô ơi, cô năm nay 74 tuổi mà cô vẫn còn bác ở nhà nữa. Dạ. Má cô trên 90 tuổi. Dạ. Wow. Cô phải ở nhà cô săn sóc má cô. Hồi đó là bà cố của con là 110 tuổi mới mất. Dạ. Dạ. Không, con nói thiệt, con nói thiệt, cái này con mới nói đùa. Dạ. Bà nội tôi hiện tại hơn 100 tuổi vẫn sống. Vẫn là wow. Mà minh mẫn luôn. Hay quá. Không, bà cố tôi cũng vậy nha. 110 tuổi con cháu ai đến nhận ra hết luôn. Dạ. Yeah. Da dẻ hồng hào luôn. Chỉ bị nhăn thôi. Ý bà bữa nay cô lên cô thi chứ đâu phải cô nghe hai em giới thiệu về bà cố bà ngoại đâu. Con thay mặt cho chương trình tạ lỗi. Bày đặt bà cố nội ở đây chứ vừa bị chửi bị giật rồi đáng. Cô coi hài hồi cô bắt đầu mà cô nữa. Mười mấy tuổi là hồi mà nghệ sĩ Văn Trung còn á. Cô coi Văn Trung đóng cũng thích Văn Trung lắm. Văn Trung có cái tên là Ba Lém. Cái cô cũng thứ ba nữa. Cái cô tới tên Ba Lém. Cô lấy tên Ba Lém tới bây giờ trong hàng xóm vậy. Kêu cô bằng Ba Lém. Ba Lém, Tư Sò, Năm Xạo là hai đứa em của cô. Một đứa tên Tư Sò, một thằng con trai tên Năm Xạo. Bây giờ cũng còn. Cô có mê luôn Sáu Bảnh không? Sáu Bảnh quay lên. Ôi, cái đó là cái thời gian mà hai chưa có hai đứa em hén là cô mê dữ lắm. Mà hồi đó có cái đĩa này nè, coi mà cái đĩa chứ không phải như coi bây giờ. Bây giờ thì cô lên YouTube cô coi được. Hay quá, dễ thương quá. Mà ai mở YouTube cho cô coi vậy? Cô biết mở, con trai cô làm cho cô. Ghê vậy đó, tự biết rồi. Cô là anh hùng bàn phím đó nha. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Chào tất cả trong phim trường, chào từ ngoài đường, chào vô hậu trường, chào giám đốc dễ thương, chào điền quân dễ chịu, chào theo điệu miền Tây, chào bửu điền thời trước, chào Carmen thời nay, chào ngay trên núi Tà Lơn, chào ông đèn xanh đèn đỏ, chừng nào tôi chỉ ngón trỏ thì ông bấm chuông ngay. Xin quý vị cho chàng hóa tay. Sau đây tôi sẽ thi ngay. Không chào nữa. Hết. Chị ơi, bây giờ là chị thi hay cháu thi?
năm 2016 nó xuống đăng ký thi, nhưng mà không biết làm, không biết đăng ký. Cho nên cho đến giờ là 6 tuổi là đi học rồi. Bây giờ nó xuống bà nội vô thi. Cái ngày cắt tin á thì dắt cháu đi thi. Cuối cùng rồi cái bỏ quên cháu ngoài. Chỉ có một mình bà nội thi. Đến thi khi mà vô thi á, cách tin á thì cười rồi là trở ra mới gặp cháu, mới hay mới nhớ lại. Đúng rồi, sao? Rồi hết hồn rồi đi sẵn đi về luôn. Con, bữa bà nội con thi bỏ con luôn, lúc con thấy làm sao? Có cầu cứu ai không? Nó bữa đó về nó nói nè, bà nội ơi, cái kiểu này mai mốt chắc con không dám đi với bà nội nữa. Mà giờ lên đây không dám nói. Thôi bây giờ á, hôm nay cô làm cô giáo dạy hát cổ. Hôm trước là cô có dạy Trấn Thành rồi. Trấn Thành bây giờ hát cổ rất là hay, rất ok rồi. Rồi mình đừng có nhìn, biết rồi, biết nghĩ cái gì rồi. Thì hôm nay tới Trường Giang biết nghĩ rồi, biết nghĩ rồi, thấy rồi, biết rồi. Mình cứ chỉ ngón trỏ lên thi chứ cô. Cô ngón trỏ của cô đâu ạ? À? Con muốn thấy ngón trỏ của cô. Dạ, cô đưa ngón trỏ là con nhấn chuông liền. Rồi, sorry, quên. Dạ rồi. Khoan, chưa. À, hôm nay cô sẽ dạy các em hát bài vọng cổ. Ngắn. Chỉ ngoài 80 chữ thôi. Dạ. Là mình thi chưa cô? Thi, chưa nghe, chưa bắt đầu đến chừng nào. Bắt đầu mình mới thi ha. Ngón trỏ nha cô nha. Thi ha. Chưa, khoan từ. Để lấy cái hơi, lấy cái giọng nãy giờ. Đúng rồi, phải lấy hơi chứ, thi mà không lấy hơi sao thi được. Giờ cô hát trước, xong rồi hai em hát sau. Cô hát trước, cô hát trước giùm cậu trước, rồi hai em hát sau. Nhưng mà ý là mình thi chưa để bấm chuông. Dạ cô ơi. Thi. Dạ rồi, thời gian 60 giây, bắt đầu. Giang ơi, mình đã quen nhau từ muôn kiếp trước, gặp gỡ nhau đây với mối tình đầu chung thi. Giang ơi, hôm nay chàng nghe cho kỹ, dù cho trăm đắng ngàn cay, em cũng nguyện cầu với mối tình đầu, đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào dòng khổ ai duyên nợ ba xanh sắp bài từ muôn kiếp trước. Giang ơi, về đi mà nghe em nói, Giang nghe rằng em đã yêu rồi. Mệt quá. Cô ơi, hết hơi thôi rồi cô ơi. Chưa tới gì quên rồi. Tự nhiên quên rồi. Bây giờ cô cắt tóc cho em. Một cái ghế cắt tóc. Cắt tóc để làm chi? Gần hết hả? Chưa. Cắt tóc bây giờ cô cắt tóc giống cái kiểu tóc của cái ông gì mà thấp thấp mà to to. Ở trên kia mà bóng lớn. Tròn do dễ dò cái ông gì mà thấp thấp gì nào ông không xin thi đó. Caramel. Mà không được đó. Caramel đúng rồi. Cắt tóc cho Trường Giang giống vậy Trường Giang nha. Trời ơi. Chịu đâu sao mà cô quên, cô đây cô run quá, cô mệt quá luôn. Cô ơi. Cái vai trò của cháu nội mình là làm gì vậy? Còn làm nữa mà chưa quên rồi, con ơi quên rồi. Hả? Quên rồi. Ý là quên luôn vậy trời. Quên rồi, khoan, để ngồi xuống đó. Biết sao? Tại vì á cô dự định là cắt tóc một cái ghế nữa. Nhưng mà bây giờ cô tới đây cô quên mất tiêu, nãy giờ ngậu trong mệt quá quên rồi. Thôi để ông thần xuống giải quyết. Cục cưng. Con bé đang hoang mang tột độ. Con bé chỉ không hiểu con bé làm gì ở đây cả. Con ơi, cà chú Quy nói nè. Con ơi. Dạ. Con nãy giờ con thấy sao? Con biết. Con không biết luôn hả? Chú hiểu mà. Con không biết mọi sự xảy ra xung quanh con đúng không? Ai dẫn con tới đây? Ba mẹ con. Rồi ba mẹ con có dặn gì không? Có. Dặn gì nè? Dặn gì nói đi con, dặn gì? Quý ơi, đừng làm cháu sợ nữa. Nội quên rồi, nó quên luôn rồi. Chứ trời ơi, dần thì mấy chục tiêu phẩm quên trơn rồi. Bây giờ mình dọn cơm ra ăn đi. Tẩu quả nhập ma là nhiều lắm mà. Coi như là suốt hồi lúc mà cách tin tới giờ là cô nhớ nhiều lắm luôn. Tự nhiên nó giờ vô. Hồi lúc nãy không sao. Đi, mình dọn cơm ra ăn đi. Dạ cô ơi. Hiện tại thì mình hết thời gian thi rồi. Hết thời gian rồi cô, hết 60 giây rồi. 60 giây rồi, vậy dạ. Sao? Dạ cô nãy giờ cũng biết hết thời gian hả cô? Không. Đây, trái cây đó, lấy ra ăn. Cô em này đẹp trai. Có cái hàm răng khểnh.
Dạ. Cô em chị ban tổ chức ra để gì trái cây lên ngồi ăn. Cớ sao em đẹp lạ lùng. Dạ. Em nhìn cô cười duyên. Thấy cô... em cười hí hí. Hí mà lại có duyên. Dạ. Hí còn hơn Trấn Thành. Hả? Ô anh Thành đẹp trai, có chân mài dấu sắc. Em đẹp trai làm sao? Thấy biết em muốn gì? Em nhìn cô thì sao? Em muốn gì em hỡi? Cô biết em muốn gì? Hi 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 hi. Hi 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 hi. Còn nữa còn đà 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 nữa mấy bạn. Ồ nhiều quá mà bây giờ tự nhiên cái lần này cái trước cái... Chắc cô nằm dạ quá à. Cô nghĩ là cô sẽ ít nhất là cũng được 3 vòng. Mà bây giờ cô về chắc cô nằm dạ. Cô nhiều lắm luôn, mấy chục lần mà. Mà thật ra là cô mê giọng cổ, ốt mê cái lương. Mà hôm nay cô đi thi hài. Mà thật ra cô thích hát giọng cổ. Mê cái lương, mất đây thi hài. Nhưng cô thích giọng cổ. Nó chết gì đâu, không có nó thiệt luôn. Nhỏ nó chưa biết chuyện gì luôn kìa. Dạ tôi nói tiếng lòng của con nhỏ con gái ngoài kia bên. Tôi đang làm gì đây? Tôi đang ở đâu đây? Dạ thôi thì mình hẹn mùa sau mình thi tiếp nha cô nha. Thôi thì hẹn mùa sau. Cô xin thề thi. Dọn cơm ra ăn đi. Cô không bỏ cuộc đâu Quý ơi. Đúng rồi cô đó ha. Mùa sau mình đi thi tiếp mà. Mắc mơ gì phải bỏ cuộc ha. Đúng chỉ rồi. Tội con nhỏ ở đây ha. Trời ơi nào có phòng ba. Chỉ một mình ta mà chống đỡ tới hai người. Chị xin chào em nhà Trường Giang. Nhà Trường Giang. Hơ Ri Thành ơi. Chị cũng chào em. Cái trà sao giống cầu xin vậy? Chào Tiến Lực. Dạ. Cùng tất cả trong phim Trường sao hồng vỗ tay đại khuyên kích tinh thần. Bây giờ mới bắt đầu thi, bấm chuông đi. Bấm chuông kìa. Chị có 60 giây vô chị. Ôi trời. Chuẩn bị. Bấm chuông rồi. Chị chuẩn bị xong đi, bấm lại. Chị chuẩn bị xong đi đã. Bấm. Em bấm nãy giờ mười mấy giây rồi. Ủa chị ơi. Trời ơi. Coi lại ơi. Đi. Chuẩn bị lại. Chị khoan, chị bình tĩnh. Chị đứng ở đó đi. Hả? Làm lại chứ chị không có thời gian nhiều. Không có thời gian. Xong chưa Lực? Chưa. Rồi. Chưa xong. Chị hỏi chị xong chưa mới đúng. Rồi. Chị xong chưa? Rồi. Rồi, 60 giây của chị bắt đầu. Thành, sao đám giỗ năm nay em không về? Mày biết đám giỗ má năm nào mày cũng về. Dạ. Bữa nay mày dặn 50 lít bia, cái viên kết bia mà mày không về. Mày để Hà đi qua nó về. Nó quất cho tao một thùng rượu. Dạ. Nè, mày thấy không? Xin lỗi mày chị. Mày về mày trả tiền rượu đi. Rồi mày buồn tao vậy? Đâu có buồn gì nữa. Tao nói mày nghe, ở quê tắm xong thì nó bình thường vậy. Đúng. Mày leo tuốt cây mày u mày nhảy xuống cho nó lách cái quần cái mày giận tao năm nay mày không về à. Bây giờ vậy nè. Mày uống miếng cho tao đi thì mày hết giận tao. Và mày không uống là mày giận tao thiệt á. Nè, đi không cái mày xuống mà úp trà mày quất 10 lít rượu. Động trời không? Đó. Mỗi lần á mày dặn bia là được rồi. Bữa nay mày đem rượu đi nhà. Quá thông minh. Gài có duyên quá. Cô trở lại chỗ cũ đi cô. Cô gài có duyên quá. Chúc mừng cô vừa có 2 triệu. Quá mày đừng có chữ Hariro nó khùng nữa nha. Mày thương nó biết đâu. Nó về nó mét tao nó chị coi. À mình hết thi rồi. Ông cứ ông chữ ông khùng hoài. Để dành lát thi nữa. Cô vừa có 2 triệu. Cô có muốn thi nữa không? Cái đó là thi rượu, nữa. Cái đó là rượu thiệt đó mấy bạn. Hồi nãy tôi ngu tôi quất vô là chết tôi rồi. Rượu thiệt đó. Nhưng mà cô gài có duyên lắm, nghe không?
Tại vì cái thế cô đưa cho nó là bây giờ mày là không giận tao thì mày quất với tao ly này, đúng không? Tại vì đúng tâm lý là cái người đó là phải uống để không giận cô. Rồi. Mừng quá lực. Rồi. Sao hôm nay mày xuất hiện? Dạ. Bây giờ quá tuổi lên ăn bánh xèo mày không theo mày lên. Dạ chị ơi, cô ơi, bây giờ cô có thi nữa không cô? Ừ, giống bà nó ghê luôn. Cô biết ba luật luôn hả cô? Ừ. Đậu giống y anh hai tao. Biết ba luật luôn. Ừ. Thôi bấm đi, làm luôn. Bấm luôn nha. À. Rồi. Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Micro đầu máy đồ đâu rồi? Dàn ekip đâu mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị rồi phải không? Alo. Kính thưa đồng bào, sau lưng là đồng ruộng và trong túi tôi đồng tiền. Hôm nay nó cũng như ngày hôm qua, mặt dầu cũng như mặt mỡ, dù răng cũng như dù sọc, mà dù nào cũng giải tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống đánh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt, nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi, nó dẻo đến nỗi mình nó dính trên vách luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó lên luôn. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Cô vừa có 10 triệu đồng. Ở đâu ra cái loại nếp mà dục lên tường dính tường, rồi con chó thích ăn phóng ra dính con chó. Con gà quên đi, quên con gà mổ dính gà trển nó rớt không được, nếp nó dẻo quá. Con chó vui hơn. Rồi con chó nó mới bay lên tát gà dính chó trển luôn. Quên. Duyên, không cái đó duyên. Cái đó vui hơn cái này. Cái đó vui. Là Trường Giang cười liền luôn á. Đó là cười á. Nhưng mà cô được một cái rất hay mà nhiều thí sinh tham gia chương trình không có, tức là cô nói xong một câu, cô không việc gì phải vội vàng và tất cả mọi người đều phải chờ đợi cô nói câu thứ hai. Và quan trọng là cô biết cách sử dụng cái từ cái âm sắc của cái từ miền Nam. Giống như năm là cô nói là đi rồi nhất định năm nay lấy lợi những gì đã mất, hay là đã mất lợi những gì đã có. Rồi, bây giờ là mình đang ở vòng thứ hai, là mình mang về được 10 triệu tiền thưởng. Bây giờ mình có đi tiếp nữa hay là không? Mừng lắm rồi. Đi về bán chè, nấu chè, bán cũng mời bữa nay nghỉ mừng. Chưa phải bán xôi hả? Nó mời quá, bán chè. Chưa phải bán xôi dính chó trên hả? cô thông minh lắm, cô nghĩ ra cái ý thông minh lắm. Mặt dầu với lại mặt mỡ đó. Rồi dù rằn với dù sọc đó. Rằn ri rồi sọc rồi đó. Rồi đó, ừ đó. Bây giờ tiếp đi, thiệt đang vui lắm, dễ cười lắm. Tiếp đi, 10 triệu mà có không? Cô còn chuẩn bị gì nữa không? Còn chứ, dễ còn gì không? Còn nghèo mà không dám. Bây giờ nó có hai phương án. Một là lấy tiền xong diễn tặng một cái cho chương trình cho mọi người vui. Hai là cảm thấy vui chơi tiếp, tại vì bây giờ còn 20 triệu, 40 triệu còn chưa trao cho ai hết. Thiệt, quá trời tiền. Đang thèm trao giải lắm. Asanzo quá trời rót, quá trời vô đây mà không diễn luôn. Rồi tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Tao coi nó như con Trang, như Trang quên rồi, tao ghiền quá rồi. Trang quên rồi hả? Ghiền luôn thôi. Hai đứa nó cứ nói Trang biết rồi, nó tụi cưng ghê luôn, bữa nay tao gặp mình. Ôi hai đứa này như không khí vậy. Trời ơi, hai đứa này tao coi với tao thùng, thằng Giang ở ngoài đẹp hơn ở trong tivi nữa, trời ơi. Tao coi với tao thùng. Mà đứa này sao? Đứa này biết đẹp. Sao không? Một đứa này sao? Coi, đứa này... tao bán chè mình lát nhát nhìn đi rồi đó. Thành với hai quan hỏi cho hai quan cứ nói anh cứ anh chữ em khùng hoài hả, ngồi tới giám giám khảo. Còn anh mày nói con mắt của mày á, mắt người ta là cửa sổ tâm hồn, còn em của bà mắt của con Thành nó là cửa cái của tâm hồn, cửa cái luôn. Ý là nói mày làm chương trình gì mày cũng ngồi mày khóc trước hơn người ta hơn. Ông mê mày lắm luôn. Bữa nào ông nào ông anh rể mày quên hả, mày biểu tao thì lấy ổng, em nói chị lấy ổng đi. Trời tuy ơi. Rằng cái dễ bể hồi đó là tôi xúi bà lấy chồng bà đó. Mày
biểu tao lấy ổng rồi, giờ mày nói bà ông nào? Lỗi chị, lỗi chị, em quên, xin lỗi chị. Dạ, xin lỗi. Phải không? Họ Quỳnh mình đọc á, người nào cũng thông minh ha. Dạ, tên là, ủa chị họ Quỳnh luôn hả? Quỳnh Thị Kim Dung. Chị của Quỳnh đó nha. Nãy giờ có thi nữa không? Có gì? Nấu dốc miết rồi nghe. Nãy giờ là chưa có vô vấn đề chánh, nó có thi nữa không? Có, nãy nó thi rồi. Thấy không? Thi luôn. Thi luôn không? Được à. Tụi em là coi như là rất là nghe, tụi con là rất là quý cô rồi đó nghe, đang là mê lắm rồi đó nha. Em mà sao kêu bằng cố, em trai là người Thị Kim Dung. Phát hiện kỳ lộn. Chế. Em là coi như là mê chế lắm rồi đó nha. Nãy giờ là dành trọn thương yêu rồi đó. Nãy giờ thấy chế thanh xuân lắm rồi đó nha. Nhờ hai đứa luôn, tao nói bán chị lẩm bẩm như con điên vậy. Nhờ vậy mà trẻ nó đỡ bệnh đó. Không thiệt hả chứ, vui vui đỡ bệnh. Hay lắm, lúc nào ông láp nháp biết gì. Dạ, kệ đi sao đâu, tối về đừng nói ông nghe là được rồi. Để ông ngủ, phải không, tội nghiệp, ta đi làm. Nhưng mà tiếng luật dễ thương ha, cưng. Cưng đó. Mê là mê tiếng luật phải không? Trời ơi, tiếng luật này thôi khỏi nói mày với anh Trang thôi, mày mà chết. Có bao giờ, nãy giờ tiếng luật đứng dưới chắc mà đè mà quýnh quá thiệt á. Rồi bây giờ sao? Cao quá tự nhiên nó không có gần nữa chứ. Dạ, giống y ông anh hai ta à. Đậu giống y anh hai hay mày mình ha. Mình bớt bàn gì cho được đi. Vô. Rồi, 60 giây bắt đầu. Con mà cười được cho cô có tiền là con cười nãy giờ 80-90 lần rồi đó. Dạ rồi, mời cô. Tay ông bỗng nhiên bưng ly rượu rưng rưng tan vỡ trên bàn. Vừa xúc động nỗi niềm riêng mà ông vừa... Alo, gì vậy? Quá tự nhiên, quá tự nhiên. Rất là tự nhiên. Chịu, chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu, đúng không Thuật? Quá chân tự nhiên. Thật, dễ thương, quá chịu nổi. Tà ca giống Trang không? Mày thấy không? Tao chịu nó ra mà tối nào tao cũng bắt tới 10 giờ tao ngáp lên ngáp xuống. Bà Trang bắt ca dở nhất cái Việt Nam này đó. Thật Trang đó. Là không nghe giờ. Sao? Bạn không nghe sao? Bắt tới 10 giờ đêm nghe hát ngáp lên ngáp xuống là đi ngủ đó. Trời ơi, vợ tôi đưa cô vào giấc ngủ mà bạn. Đưa mà có ngủ được đâu, lo dòm nó ghét cái mỏ của nó. Thật ơi, cái gì? Chết với cái mỏ của nó. Quá, đang tự nhiên alo, muốn chết với bả luôn á. Đang giấc mộng đêm, alo hả? Dễ thương, cưng quá cưng luôn thiệt á. Rồi giờ sao nè? Bây giờ nha. Có 20 triệu rồi nè. Có bán nhiêu ly chè? Bán bữa 50-60 ly rồi con. Giá tiền bao nhiêu một ly cô? 10.000 ly, bán ở cổng B Đông Nam ở huyện Củ Chi. 10.000 một ly. 60 ly là 600.000. Chà, 600.000 là cũng nhiều quá chứ. 600. 200 là lời hết 400 rồi. Mà à, đúng không? Mà 20 triệu rồi. 20 triệu rồi nha. Cả tháng á, một tháng chè. Hơn. Hơn một tháng chè. Hơn tháng chè. Không quan trọng. Không quan trọng thấy chưa? Không quan trọng. Quan trọng là quan trọng là xuống đây nè, gặp hết tất cả luôn mà nay có tiếng lực nữa, trời ơi, đã. Coi như là kiểu gì cũng về, tiếng luật là verdict đêm nay. Đang tập cái bài Ngô Kiến Huy, cái tự nhiên cái xuống cái nghe tiếng lực rồi rap vô luôn. Ở vô cũng, luôn à? Mà cũng vô luôn ấy chứ. Bây giờ Huy với lực ai ngon hơn? Trời đất ơi, đứa nào đẹp hơn? Đứa nào đẹp trai hết rồi. Cái gì? Đứa nào đẹp hết. Nói cái gì? Kìa. Đứa nào cũng đẹp hết. Xuống mà nắm tao tao cái coi. Thì em cái gì đâu mà trời đất ơi. Cái gì tiếng luật mà cũng được xếp vô hàng đẹp trai nữa. Tao nói cái đầu nó giống anh hai tao. Anh hai cô đẹp lắm. Con biết. Con biết anh hai cô đẹp lắm luôn á. Dạ. Bây giờ con dừng lại con kể Trường Quay nghe em câu chuyện. Tôi với tiếng luật với Thu Trang thì quá thân rồi. Không biết tôi qua bên kia. Tôi nghe mẹ của Luật nói chuyện với Luật là tôi mới hiểu tại sao là tiếng Luật lại tự tin đến như vậy. Mà mẹ bà nói, ví dụ Luật đây nè, Luật sao mẹ đi làm ca sĩ Luật, mẹ thấy con đẹp quá trời đẹp luôn á Luật. Trời ơi trời, tôi hoang mang, tôi nói trời ơi, có phụ huynh
có mẹ với lại có cô như thế này khẩu dung túng hỏi xong luôn không tự tin được. Gái là thâm can mê nó quá không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm. Chưa bao giờ cuộc đời tôi thấy tôi cùi hủi hất hủi một cách như người ở gia đình. Đó là thanh trang nha Tâm. Dễ gì gặp nó. Dạ. Cũng không quan tâm luôn. Đêm nay là đêm của tôi. Bạn phải thông cảm, đêm nay là đêm của tôi. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ok, đúng không? Đúng. Thì đó của bạn đó, ok, đúng. Ở đây có 20 triệu nha cô. Thôi đứng lại, xuống tao bắt tay nó một cái thôi, mình mê. Đứng lại tao xuống tao bắt tay nó không chắc không. Ráng dỗ mày, mày ốm lắm. Ốm hả? Ừ. Thôi mập xấu. Không phải, nó đẹp. Hả? Ốm cái ta đó có dấu chân chim liền. À, tiền giang. Chứ bụng mập không có hả? Ừ. Vậy hai đứa về. Dạ. Nó ngưng rồi. Hả? Ngưng nghỉ. Ngưng gì? Nghe nè, bây giờ lát mình ra quán cà phê mình bàn chuyện này đi. Còn giờ mình đi. Đi đi. Đợi đó lỡ cái đó. Lạnh dữ hả? Lạnh chứ. Nãy giờ bị hất hủi quá. Hất hủi. Coi như đứa ở trong gia đình. Thương. Tài đẹp trai ghê luôn. Không quan tâm. Trời ơi, trời, chuông giang với tiếng luật đẹp trai ghê luôn. Từng lắm. Không có. Có không? Quan không. Tâm người ta. Quan tâm vừa chứ. Vừa đi không? Không, nghỉ. Nghỉ. Ông mơ giờ đẹp ghê. Bỏ ổng nhà mơ giờ á. À, bỏ ổng nhà mơ giờ hả? Sớm mai giờ đi xuống đây bỏ ổng nhà mình hả? Thôi lấy chục triệu về đắp cho ổng đi, ổng vui liền á. Vậy quá. Lấy tờ vé nhẹ về cả sớm ai cũng mừng hết luôn. Mừng chứ. Không, 20 triệu dừng. Bây giờ vậy nè. Không, đúng là mấy đứa dặn nghe mẹ ơi, mẹ đừng thi nữa, nó rớt cái gì. Bây giờ vậy nè, giờ lấy 20 triệu đi, coi như là dặn túi ha, cho nó an toàn. Xong diễn tặng thêm cái nữa. Được không? Hợp lý á. Hợp lý á. Khoa này hỏi ký tiếng luật đã. Luật sao luật? Hỏi ký tiếng luật đi, tiếng luật chịu không đã? Hỏi luật đi. Hỏi luật tư vấn cô đi. Cô thứ mấy cô? Cô thứ tư. Cô thứ tư hả? Thôi kêu chị đi, mà kêu cô già chứ. Chị đi. Người ta là chị Trấn Thành mà kêu cô. Bữa đó phiên chung mày mà kêu chị mà sao giờ kêu cô? Dạ chị bốn. À, giờ vậy nè chị. Chị bốn chị lấy 20 triệu chị bỏ túi trước. Xong rồi chị diễn phục vụ cho hai thằng bạn xấu quắc của con nó coi. Hả? Nhưng là coi cái diễn cái này bây giờ là có cười không cười thì cũng bây có tiền. Bây giờ vậy nè. À, thay vì bây giờ chị có duyên quá thì bây giờ á, chị có vào được vòng 5 hay không chăng nữa thì Trấn Thành với Trường Giang cũng cố gắng đề xuất với ban tổ chức là đưa chị vào vòng gala để quay trở lại. Có nghĩa là phải nghỉ bán chè, phải nghỉ bán chè một ngày là lên đây quay tiếp đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình có vào vòng gala hay không á, là bây giờ mình diễn thêm một vòng nữa mình được 40 triệu đường đường chính chính bước vô hiên ngang, giá tỷ nằm ở chỗ đó. Và mình thấy lấy thêm được 20 triệu là gấp đôi là 40 triệu. Bây giờ là mọi người quá thiện cảm, duyên dáng quá trời. Mà rồi. Thua là mất đó nghe. Đó. Chị suy nghĩ kỹ nghe chị. Mày hiểu tao luôn á. Bao nhiêu ly chè đúng không? Đúng rồi, một tháng bán chè đó, một ngày bán có 60 ly à. Bán được có nhiêu tiền đâu, hiểu không? Rồi tới cuối tháng rồi mất 20 triệu là mất nhiều lắm á chị Bảy. Ê chị Tư, đừng nghe lời, hai đứa nó xấu, nó xấu tính, nó xúi vậy đó. Tôi đẹp mà, tôi khuyên chị đúng. Bây giờ làm sao là quyền quyết định là ở chị Tư đó. Không, căng chứ, 40 triệu căng à. Đi đi. Một là có 20 triệu. Thì tiếp chị Tư, tôi là người của công chúng nè, công chúng muốn thi tiếp là chị Tư tôi thi tiếp. À, lên bấm này. Dễ thương nè, ráng làm cái gì vui cũng được đó, thiệt á, quá duyên rồi, đang cảm tình quá trời rồi đó, quá cảm tình nè. Rồi dễ thương quá. Xong chưa chị Tư ơi, giờ mình là người một nhà rồi nghe chị. Chị đừng ngại gì hết. 60 giây của chị Tư tôi bắt đầu. Alo. Ừ. Thì mẹ vẫn nói y như nãy thì con cứ gắng học đi. Người ta đọc chữ đàng hoàng. Nè, ừ thì con buôn bán, biết rằng con buôn bán, nhưng mà con đọc kỹ lại đi, người ta phải nói đi thi cũng vậy, cũng phải cho tròn, dành rõ chữ. Ừ, cá chép. Ờ. Ừ.
để bảng giá đàng hoàng bao nhiêu ký. Cá bóp, cá chim. Ừ, mày để vậy là người ta đọc có chữ, người ta bỏ cái chữ cá là nó trật lắm. Ừ, cá hồi, cá đuối ở đâu con ráp lại coi. Chép, bóp, à quên, cá lộn, cá chép, cá bóp, cá chim, cá hồi, cá đuối. Mày đọc cái kỳ cổ quá, đọc đàng hoàng. Ờ, cá là cá, đọc là đàng hoàng. Còn bán chanh cũng vậy nữa. Chanh tươi mới hái, ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Tự nhiên mày rao chanh bánh tre, nước chảy re re, chanh cái bè ba bốn. Bốn mươi triệu cho chị Tư Phương. Rung quá Hành ơi. Cái gì đâu mà rung trời. Thôi chưa, tôi nói là thắng là thắng mừng. Ê ra đây cái gì đâu mà rung trời. Chưa đâu mà dễ thương quá. Mà đúng luôn á nha, đúng luôn á nha. Dễ thương quá trời, dễ thương. Xuất sắc. Bây giờ đã có 40 triệu này nữa không? 100 triệu. Một năm bán chè. Một năm bán chè đó chị Tư ơi. 100 chị triệu. Bây giờ à, sao bây giờ bán đó. Thôi. 5 triệu. Nói nó thôi. Bây giờ là đã có 40 rồi, chơi nó. Biết Hành biết Phận. Người xấu không bao giờ mà lấy chồng đẹp trai. Biết Hành biết Phận. Không, 100 triệu đâu dính tới xấu đẹp đâu. Ừ, thì biết rồi. Thì bảo toàn số điểm không bị chia đôi. Ý là cô nói là như là mình biết mình ở đâu, không không có bối quá cao đúng không? Nãy là đóng tụ máu có gì huyết áp láo chết liền. Như đó thôi là lấy tiền rồi thấy không? Như đó thôi. Bây giờ nè, từ đầu chương trình đến giờ đây là cái người phụ nữ quá đáng yêu, quá dễ thương, chân thật, mộc mạc, chất phác. Bây giờ 40 triệu đã có trong tay. Trường Giang, chào mời tiếp đi. Chào hàng tiếp. Ok, đây. Có ai muốn nhận cái đấy không? Cái nghe này Giang, cái mặt cũng có sexy lắm, đừng làm gì thấy ghê lắm. Ừ, đó, đúng rồi. Đó. Có ai có muốn nhận cái đấy không? Thua làm sao? Cái gì? Thua. Không có thua đâu. Ở đây thật. Thua, mất tiền. Hiện nay 3.850 khán giả hiện nay đang coi như là mê mẩn với sắc đẹp này. Cái thứ hai, bùa hộ mệnh Tiến Luật nằm đây. Nghe không? Người yêu Tiến Luật nằm đây. Hai cái người bên dưới bây giờ quá yêu thương rồi. Bây giờ làm cái gì cũng có duyên, là làm cái cười liền, đơn giản. Trời bây đi, giờ, Tiêu Chè ơi. 100 triệu là 3 năm bán chè. Cái gì? Hơn nhiều. Rồi bây giờ thử nha. Chơi đi. Chơi chơi nha. Cô ơi, bây giờ có thi 100 triệu hay không? Bắt đầu. Con ơi, mẹ nói cho con nghe, điện thoại hoài nó tốn tiền lắm. Bây giờ á, con lo làm ăn đi, mình kiếm ít tiền á thì mình dùng sức. Còn mình kiếm nhiều tiền như cậu mày á thì dùng cái số, ta nhờ cái số người ta mới giàu. Còn buôn bán con nói chuyện cho nó đàng hoàng. Nói chuyện phải lễ phép, cũng như bây giờ á, con bán thịt bò, con mời người ta chị mua thịt bò chị. Người ta mới gì đi ngang biểu bò chị, con ế quá rồi con khùng. Bò chị bán thịt bò ta đi ngang, bò chị. Còn sầu riêng á, thôi cái sầu riêng người ta ngon người chết à. Chị, em khui ra cho chị ngửi, nó thơm lắm. Chị, em banh ra cho chị hửi, cái sầu riêng nó thơm lắm. Wow.
quá lực ơi. 100 triệu cho chị Tư bán chè. Bây giờ em nói thật là chị là có một cái ưu điểm á, là cái tự nhiên á. Thấy thương bảo quá. Thật sự á, những cái câu đó nó không có gì, nếu một người đó đọc nó không có gì mắc cười hết trơn. Nhưng mà do cái tự nhiên, ở trong hài nó có hai cái, một là tự nhiên, thiệt là tự nhiên, hai là kỹ thuật, thiệt là kỹ thuật. Còn chị là quá tự nhiên, chứ còn những cái câu đó so với một người bình thường khác thì nói không gì cười hết trơn. Tại vì bản thân là chị đã có duyên rồi. Và cái thứ hai là cái sự chân thật của chị, cái chân thật đó làm cho mọi người đều tin. Và quan trọng là cái sự chân thật đó người ta không có đề phòng. Chị nói gì ra người ta ngồi ta đón nhận nó thôi chứ tao không đề phòng gì. Bây giờ chị đang có trong tay 100 triệu, chơi nữa không? Chơi đại đi. Nữa đi. Chơi tiếp vòng 6 đi chị Tư, vòng 6 là không có tiền. Đó, thua thì mất tiền mà chơi thắng vòng không 6, có tiền. Thắng tặng tiếng luật, chịu không? Chị thắng vòng 6 em về nhà chị ở một năm luôn. Cưng quá, cưng luôn thiệt á. Thôi chị về được rồi. Bỏ ông nhà tội nghiệp lắm. Chị, kỳ này chị về Củ Chi sẽ đình đám. Đình đám. Bà chè trăm triệu, bà chè trăm triệu. Bà, người ta bu, người ta ăn chè bà thôi. Không ăn chè Củ Chi nữa. Ăn xong người ta nói có trăm triệu rồi, trả tiền chi nữa. Nói chuyện thấy ghét rồi. Ghét rồi. Phá tiệm chè ta. Ở ngoài đẹp trai hơn trong truyền hình ha. À, ở ngoài đẹp trai. Ở ngoài tiếng lực đẹp trai không? Mày thì hỏi nói rồi. Mày khỏi nói rồi. Bây giờ chị có thích tiếng luật không? Hết, trời ơi, không phải là hết nhưng mà thương nó với Thu Trang. Thương y như em út vậy. Thì bây giờ tiếng luật mà thích bò, thích lẩu. Chị mà thích chè đi. Ừ, mày muốn làm cái quán tên thích chè. Có đi Củ Chi về ghé chạy ngang không. Ghé ăn chè thôi. Dạ. Cái gì nữa, có chở anh ta ăn ghé. Dạ. Em sẽ ghé quán chè của chị. Cổng B Đông Nam. Cổng em B ơi, Đông Nam. Em ơi, cất cái bản này giùm anh đi mấy đứa. Hai đứa mày chủ nhật về ăn bánh xèo. Về ăn bánh xèo cái tao lấy ghe tao chở mình đi hảo bức sen chơi. Bên đó vui lắm. Vui không? Vui. Bà bây giờ mình có lấy không? Lấy mừng chứ. Lấy bà lên là trao cho chị Tư tôi đàng hoàng chứ. Chị lấy phải không? Không, thì dầm nó đi, thiệt luôn á. Dầm nó. Thôi. Dòng nó đi. Bây giờ được hay không có đường trăm rồi. Cái này là lên tới sân thượng rồi chị. Dòng nữa là chỉ có một là nhảy xuống thôi chứ. Nhưng mà ông xã nhà làm nghề gì? Có làm gì đâu. Nhà bật tivi coi đợi chị đem 100 triệu về hả? Ổng thương binh. Dạ. Ổng thương binh. Ờ. Ổng có anh chân à. Thấy thương quá à. Mày nói là chị ơi, ở đời chị phải biết ổng là cái chén mẻ ăn thua chị Trang tí đầu ăn là cái món ăn nó sẽ sinh động đúng y luôn. Nghe lời mày á. Em á hả? Mà em đóng góp gì trong chuyện đó? Mà tao nói cái gì mày nói ổng cũng nghe được, tao nói nó nói vậy á. À. Gia đình nào mày cũng nói ăn thua cái hạnh phúc gia đình là tốt. Chị bây giờ đạt được rồi, rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Bởi vậy người ta nói cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Ổng nói mày cặp mắt là cửa cái của tâm hồn. Thì đó. Mày thấy không? Cái này kể rồi. Ừ. Nói nghe nè, em nói thiệt á. Là đã qua rất là nhiều mùa của Thách Thức Danh Hài. Thì hôm nay em gặp chị lại thì nó cũng giống như cái hiện tượng của chị Dần. Cái năm đó là mọi người cười vì cái sự tự nhiên của chính cái nhân vật ở trên đó. Nó rất là dễ thương và nó thật thà. Tất cả mọi cái nó đến từ sự thật thà và cái sự duyên dáng của mình. Và em biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã xuất hiện cho Thách Thức Danh Hài, có được một cái thí sinh quá chất lượng như vậy. Và quan trọng hơn hết nữa là chúc cho cuộc sống của chị với lại ông xã thiệt là vui, thiệt hạnh phúc. Chị cảm ơn với cái số tiền này. Và chắc là bây giờ mình đường chính chính bước vào gala của chương trình đúng không? Đường chính chính bước vào gala chương trình. 100 triệu là đi đem về để dành chứ không phải là đưa cho tiếng lực đâu nha. Đừng lén thấy thương rồi cái ngắt miếng cho à. Thương thì thương chứ tiền này là để dành để mở quán chè bự hơn nha chị Tư. Nha. Bây giờ tặng ha. Tặng chứ. Rồi. Một trăm triệu. Miếng chị.